ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 12 tháng 8. Kính thưa quý vị, chứng khoán châu Á phiên ngày thứ năm đã không tránh được đà giảm điểm như Phố Wall đêm trước do tác động từ giá dầu và sự rung lắc mạnh của thị trường Trung Quốc. Khép phiên ngày 11 tháng 8, chỉ duy nhất chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giữ được sắc xanh, còn Shanghai của Trung Quốc và ASX 200 của Úc không tránh khỏi được đà giảm điểm. Thị trường Nhật đóng cửa nghỉ lễ. Thị trường Trung Quốc rung lắc mạnh nhất trong phiên này, đặc biệt là về cuối phiên. Nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo sản lượng công nghiệp của nước này được công bố vào thứ Sáu ngày 12 tháng 8. Các sàn giao dịch chính tại Trung Quốc diễn biến trái chiều trong trạng thái này, trong khi chỉ số Shanghai của Trung Quốc đại lục và Shenzhen của Thẩm Quyến đỏ sàn, thì Hang Seng của Hồng Kông tăng nhẹ. Thị trường Úc bị kéo lùi bởi nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng vốn đóng vai trò chủ lực. Cổ phiếu của NZ và Ngân hàng Quốc gia Úc đỏ sàn khi đồng loạt giảm lần lượt hơn 1%. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục 1,25%, khiến đồng won rớt giá so với đô la Mỹ. Thị trường Hàn Quốc may mắn giữ được sắc xanh dù diễn biến tiêu cực trên toàn sàn châu Á. Chỉ còn khoảng 2 năm nữa thì các ngân hàng tại Anh sẽ phải chia sẻ thông tin khách hàng cho các bên thứ ba. Đây là thông tin được tuyên bố trong báo cáo tổng kết 3 năm tình hình kinh doanh của ngành ngân hàng tại đây. Theo cơ quan giám sát thị trường và cạnh tranh của Anh CMA, từ năm 2018 tới nay, các ngân hàng tại đây sẽ phải chia sẻ dữ liệu về khách hàng của mình cho các bên thứ ba, nơi sẽ tính toán cho khách hàng thấy họ có thể tiết kiệm được bao nhiêu nếu sử dụng dịch vụ của các ngân hàng khác. Những đơn vị đóng vai bên thứ ba hiện đang rất ráo riết xây dựng các ứng dụng dành cho quản trị tài chính, có thể cài đặt trên di động hoặc các thiết bị điện tử khác. Và CMA tin rằng 2018 là thời điểm thích hợp để thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào ngành ngân hàng. Hiện tại, hoạt động trong khu vực ngân hàng Anh đang bị thống nhất bởi 4 nhà cho vay lớn nhất là Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland, Barclays và HSBC. Riêng 4 trụ cột này đã chiếm lĩnh hơn 3/4 số tài khoản ngân hàng. Cứ 9 trong 10 số khoản vay trên thị trường tiền tệ là do các nhà cho vay này cung cấp. CMA hy vọng với chùm giải pháp đề xuất này, những khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ có thể dễ dàng chuyển đổi từ ngân hàng này qua ngân hàng khác. Còn hiện tại chỉ có 3% số khách hàng cá nhân và 4% khách hàng doanh nghiệp thay đổi ngân hàng phục vụ mình hàng năm. Sàn giao dịch Bitcoin tại Hồng Kông là Bitfinex vừa đã tuyên bố khách hàng tại đây bị mất khoảng 1/3 giá trị tài sản sau vụ bị tin tặc tấn công lấy đi mất 120.000 Bitcoin vừa qua. Theo ước tính của Bitfinex, vụ tin tặc vừa qua khiến mỗi khách hàng bị mất trung bình khoảng 36% tài sản, với gần 120.000 Bitcoin bị đánh cắp. Tin tặc đã lấy mất của khách hàng tại đây 70,5 triệu đô la Mỹ. Để bù đắp lại cho khách hàng, Bitfinex cho ghi nợ vào tài khoản của người dùng một số tiền điện tử tương đương với số tài sản bị tin tặc đánh cắp. Những đồng tiền điện tử này có thể được Bitfinex mua lại trong tương lai, hoặc khách hàng có thể đổi số tiền điện tử đang có để lấy cổ phiếu trong công ty mẹ của Bitfinex. Tuy nhiên, tuyên bố của Bitfinex không nói rõ khi nào khách hàng có thể đổi tiền điện tử để lấy cổ phiếu, và giới phân tích vẫn chỉ trích nỗ lực xử lý vụ việc chậm trễ của Bitfinex. Bitfinex hiện đang cho phép khách hàng giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, trong đó có Bitcoin, và tiền ký quỹ là đồng đô la. Scandal sử dụng gà chứa chất kháng sinh cách đây mấy năm vẫn chưa qua đối với KFC. Các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đang tiếp tục gây áp lực, đòi chuỗi gà rán lớn nhất thế giới này thể hiện cam kết không sử dụng gà chứa kháng sinh quyết liệt hơn. Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên của Mỹ NRDC, một tổ chức ủng hộ môi sinh quốc gia, đang mở chiến dịch đòi KFC cam kết không sử dụng gà chứa chất kháng sinh. Phát ngôn viên của NRDC cho biết, KFC cần làm đúng bổn phận của mình nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước những mối nguy hại đến sức khỏe. Đó là trách nhiệm của KFC và họ nên thực hiện trách nhiệm trước khi quá muộn. Về phía KFC, chủ gà rán lớn nhất thế giới cho biết đã gửi mẫu gà của các nhà cung cấp đi xét nghiệm. Các cổ đông của Jim Brand, công ty mẹ của KFC đã khởi động chiến dịch thay đổi nhân sự điều hành. Trong khi đó, đối thủ của KFC như McDonald's, Chick-fil-A, Chipotle và Panera đều đã lên tiếng tuyên bố rằng không sử dụng gà chứa chất kháng sinh và coi đây là một lợi thế trên con đường chinh phục thực khách trẻ hơn, giàu hơn và quan tâm đến sức khỏe hơn. Một chuyên gia trong ngành thực phẩm cho biết đây là một sự thay đổi lớn trên thị trường thức ăn nhanh. Các nhà khảo cổ học tại Bulgaria vừa khai quật được lượng trang sức được cho là cổ nhất ở châu Âu với tuổi đời ước tính vào khoảng giai đoạn 4.500 đến 4.600 năm trước công nguyên. Tại di chỉ khảo cổ của người tiền sử có niên đại 4.500 đến 4.600 năm trước công nguyên, ngày nay thuộc thị trấn Bazarczyk, miền nam Bulgaria, các nhà khoa học đã khai quật được lượng cổ vật bằng vàng ròng khá lớn. Trong đó có hạt vàng kích thước chỉ 1,5cm và qua giám định được cho là hạt vàng cổ nhất ở châu Âu từ trước đến nay từng phát hiện được. Hạt vàng này ước tính có tuổi đời lớn hơn 200 năm so với món vàng được phát hiện hồi năm 1972, được đặt tên là vàng Vanna. Các nhà khảo cổ cho biết đây là một phát hiện rất quan trọng. Chúng ta đang nói tới giai đoạn 5.700 đến 5.800 năm trước công nguyên, tức là lâu đời hơn 1.500 năm so với thời kỳ thành thị đầu tiên ở khu vực miền Nam châu lục. Hơn 150 mẫu vật là các tượng chim bằng gốm,
cũng được khai quật cho thấy rất có thể giúp đá tường là vật được các cư dân tại đây tôn thờ. Khoảng năm 4100 trước công nguyên, thành phố này bị phá hủy bởi các bộ tộc từ phương Bắc.